Khi con bạn có những biểu hiện co cứng, co giật, tăng động, rối loạn cảm xúc ở bệnh động kinh, hãy tìm hiểu và quan tâm nhiều hơn nữa để mang lại niềm vui, nụ cười và hạnh phúc cho con. Thực phẩm chức năng cốm Egaruta giúp làm giảm tần suất, mức độ các cơn co giật, chứng rối loạn tâm thần, rối loạn cảm giác kèm theo các cơn động kinh. Cốm Egaruta giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh, mang đến niềm vui cho cả gia đình. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.